Năm 2021, trước tác động của dịch COVID-19, ngành chăn nuôi cũng gặp không ít khó khăn khi thị trường có biến động, nhất là giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, đặc biệt là ảnh hưởng từ sự bùng phát trở lại của dịch tả lợn châu Phi. Dự báo, bám sát tình hình thị trường, các đơn vị trong toàn quân đã chủ động các phương án, tổ chức tăng gia chăn nuôi phù hợp với thực tế, quy mô chuồng trại để bảo đảm được cao nhất nhu cầu thực phẩm, trong đó có thịt lợn, giữ ổn định đời sống bộ đội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tại một số đơn vị. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cộng với diễn biến dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đóng quân khiến cho Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 Quân khu 3 rất thận trọng trong việc tái đàn lợn. Trong khi quy mô chăn nuôi nhỏ lại phân tán nên công tác phòng dịch được Trung đoàn duy trì nghiêm ngặt. Mọi chế độ chăm sóc cho lợn được quản lý chặt chẽ, khoa học. Để giảm bớt chi phí chăn nuôi, đơn vị đã tận dụng bã đậu từ khu chế biến tập trung và đều được nấu chín, đảm bảo không có nguồn lây bệnh. Phối hợp chặt chẽ với cả thú y của địa phương để nhờ và giúp đỡ đơn vị thực hiện các cái nội dung biện pháp phòng chống dịch để giữ vững được cái số đầu lợn của đơn vị hiện có. Mặt khác thì chúng tôi cũng tiến hành khảo sát, nắm chắc cái giá cả thị trường của khu vực đơn vị đóng quân, để tham mưu cho Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn cũng như là Hội đồng giá Trung đoàn tiến hành điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định phòng dịch tả lợn châu Phi cũng như các loại dịch bệnh khác thường gặp trên đàn lợn, cơ quan hậu cần quân khu 3 khuyến cáo các đơn vị chú trọng tới nguồn nước phục vụ chăn nuôi và kiểm soát chặt chẽ chất lượng con giống trước khi tái đàn. Ngành hậu cần quân khu đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các cái quy định phòng chống dịch, đặc biệt là các đơn vị thực hiện tốt cái bằng mọi cái biện pháp là phải giữ được cái đàn lợn để bảo đảm cái nguồn thực phẩm cho Tết, với phương châm là lấy phòng là chính, trừ là triệt để, các biện pháp thú y trước và chăn nuôi sau. Tự bảo đảm được 100% con giống, song Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 cũng rất quan tâm đến công tác phòng dịch cho lợn con. Các loại vaccine phòng nhiều loại bệnh phổ biến trên đàn lợn được tiêm định kỳ đúng quy định. Công tác vệ sinh thú y được triển khai nghiêm ngặt, thực hiện theo 5-0 và 10 cấm trong chăn nuôi. Nhờ giữ ổn định đàn lợn mà năm 2021 không chỉ cung cấp đủ và ổn định nhu cầu thịt lợn nội bộ, mà Trung đoàn 102 có lượng thịt dôi dư để điều phối tăng cường cho các đơn vị khác trong Sư đoàn 308. Nguồn cung cấp con giống được tổ chức khép kín từ bố mẹ đến khi lợn thịt khép kín trong trung đoàn. Về nguồn thức ăn thì được kiểm tra chặt chẽ, về nước uống và vệ sinh chuồng trại thì sử dụng nước sạch sẽ và đã qua khử khuẩn, và tổ chức giám sát chặt chẽ đàn lợn, thường xuyên lấy mẫu vật phẩm để xét nghiệm, các trường hợp mà nghi ngờ bệnh phẩm thì tiến hành khoanh vùng và tổ chức sát trùng. Tổ chức chăn nuôi là nhiệm vụ quan trọng để cung ứng nhu cầu thực phẩm cho bộ đội, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chính vì thế, việc bảo đảm an toàn cho đàn lợn dù ở quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ hay tập trung quy mô lớn đều được ngành hậu cần toàn quân quan tâm. Tháng cuối năm, dự báo giá thịt lợn sẽ tăng, việc duy trì ổn định không chỉ bảo đảm chất lượng nguồn thực phẩm mà còn giữ ổn định về giá và định lượng thịt lợn trong bữa ăn của bộ đội.